Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Hi guys! Ngọc Mel và Gumi đã trở lại cùng các bạn ở đây. Đây là lần đầu tiên chúng mình lên sóng với nhau nhỉ? Đúng thế. Và hôm nay chúng mình muốn đưa đến một chủ đề cực kỳ thú vị. Đó chính là tình tay ba. Sẽ như thế nào nếu như bạn và bạn thân của mình cùng thích một người? Khó nghĩ đây, bạn sẽ lựa chọn chàng trai đó hay tình bạn qua trời gắn đôi? Sẽ lựa chọn âm thầm đấu tranh hay công khai đối đầu? Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị. Và thông qua đó chúng ta sẽ cùng luyện giao tiếp tiếng Anh qua tình tay ba nhé. What did you say? He's my crush. No, he's mine. Over my dead body. We can't be friends anymore. Fine. Have a nightmare, sweetie. Ôi, xấu hổ quá. Sao có lúc chúng mình lại như thế được? Cãi nhau chỉ vì một đứa con trai. Cứ tưởng tình bạn đi tâm rồi cơ. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đấy. Đầu tiên chúng ta hãy cùng giải thích cho mọi người biết về cuộc cãi vã vừa rồi đã nhé. Như các bạn biết thì cả mình và Gumi đều là những người cực kỳ mê tiếng Anh. Vậy nên ngay cả khi cãi vã thì chúng mình cũng phải sử dụng những từ thật bá đạo. Hãy xem những từ đấy chất như thế nào nhé. Khi nãy mình có nói Oh my prince charming, dịch nôm na là hoàng tử rất đẹp trai đúng không nào? Nhưng mà thời đại này rồi ai còn dùng từ hoàng tử đẹp trai nữa chứ. Nghe thật là xến xúa phải không nào? Vì vậy prince charming ở đây mình sẽ dịch là soái ca các bạn nhé. Prince charming, soái ca, heart melting, tan chảy con tim, từ đỉnh của đỉnh của đỉnh để bày tỏ cảm xúc với một soái ca như thế đúng không nào? Hey, over my dead body, girl. Đố các bạn biết câu đấy nghĩa là gì đấy? Chắc chắn là trong tiếng Việt rất nhiều bạn đã sử dụng câu này rồi. Chính xác, over my dead body có nghĩa là bước qua xác của tao đã. Thật không thể tin được là mình đã nói câu này với bạn thân của mình. May mà hai đứa không hit lên nhau luôn. Các bạn hãy nghe tiếp mình cái câu chuyện tiếp theo nhé. Oh my god, she's flirting with him. Oh, I'm speechless. Such a green-eyed monster. Are you out of this world? Why do I need to be jealous of you? You dummy, I want to talk to you. Rồi mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm rồi đây. Tất nhiên là khi một đứa con gái cứ tặng quà rồi flirt với người mà mình thích thì mình sẽ thấy rất là khó chịu đúng không? À mà mình vẫn chưa nói cho bạn, flirt ở đây là thả thính. Còn đâu một từ rất hay đi kèm bộ với từ này đó là crush. Không phải là crush hay là crush như một số bạn hay đọc đâu nhé. Crush nghĩa là người mà bạn thích. Và chuyện này càng shock hơn nữa khi mà người thả thính lại chính là cô bạn thân của mình đúng không nào? Đúng là cạn lời. Speechless. Speechless là cạn lời. Đấy, Mia bảo không ghen đi, rõ ràng là đang bực bội mà. Thế nên mình dùng green eyed monster là chuẩn không hoàn chỉnh rồi. Không phải là quái vật xanh đâu nha. Đó là một từ rất quen thuộc và bá đạo trong tiếng Việt. Đấy là gato. Nó không phải là cái gato bình thường các bạn ăn được đâu. Mà ghen ăn tức ở đó. Vậy nên mình đã ngay lập tức đáp trả rồi với cụm You are out of this world. Câu này bình thường thì người ta sẽ sử dụng để khen một người là thú vị hay là cực kỳ tuyệt vời. Tuy nhiên chẳng lẽ mình lại ngớ ngẩn đến mức độ khen đối thủ của mình à? Tất nhiên là không rồi, mình rất tỉnh táo nhé. Câu này còn có nghĩa là một người bị say xỉn do ảnh hưởng của rượu bia. Hay dịch một cách văn vẻ thì câu này có nghĩa là cô uống say đến mức độ ảo tưởng rồi à? Nhưng mà ngắn gọn thôi. You are out of this world. Nghĩa là ảo tưởng chẳng. Lúc bị nói như thế mình cũng tức chứ. Nhưng mình đã nghĩ ra một cách đáp trả hay hơn. Một người đần độn, thiếu suy nghĩ. Nhưng mình cho rằng như thế vẫn là hơi nhẹ. Nên là mình muốn giải thích nó một nghĩa sâu xa hơn. Đấy là dùng từ não phẳng hoặc là không có não. Các bạn nhớ nhá, dummy, não phẳng. Hey, look! Oh, my heart is broken. What the hell is that? Is he hanging out with another girl? Oh, forget him! He's a womanizer! Gumi, I'm sorry. I cannot believe it. This love triangle almost killed our friendship. Yeah. Can we be best friends again? Aw, Corey.
Thanks. Come here. Thật không ngờ là ngoài chúng mình ra, anh ta còn đi thả thính khắp mọi nơi như thế nữa. Đúng là một người đàn ông lăng nhăng mà. Trong tiếng Anh, một người đàn ông lăng nhăng chúng ta sẽ có từ womanizer. Nhắc lại nhé, womanizer. Vậy mà vì một chàng trai tồi tệ như thế mà chúng mình suýt nghỉ chơi với nhau đấy. Thật ngớ ngẩn đúng không nào? Cả cái chuyện tình tay ba này nữa. Vậy trong tiếng Anh, chuyện tình tay ba là gì? Đấy là love triangle. Các bạn nhắc lại cùng mình nhé, love triangle. Nhưng mà không sao, rồi ra chúng mình đã trở lại bản thân với nhau đúng không nào? Và sau cái chuyện lùm xùm này thì chúng mình đã rút ra được 3 bài học. Bài học đầu tiên. Bài học đầu tiên thì chính là khi là bạn thân với nhau và cùng thích một chàng trai thì chúng mình nên công khai và đấu tranh một cách bình đẳng. Chúc phúc cho nhau đấy chứ, dù cho ai thắng thì chúng mình cũng sẽ chúc phúc cho đối phương. Bài học thứ hai đó là chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ giữa việc là lựa chọn tình yêu hay tình bạn. Hãy để thật kỹ xem cái tình yêu đó có xứng đáng để hy sinh tình bạn mình không nhé. Và bài học cuối cùng là gì nhỉ? Đó là phải nhớ những từ vựng mà ngày hôm nay Mel và Gumi đã dạy cho các bạn để thể hiện bản thân mình thật là chất phải không nào? Sau đây chúng ta hãy cùng tổng hợp lại nhé. Vậy là hôm nay Gumi và Mel đã cùng truyền đạt cho các bạn 10 từ vựng tiếng Anh dùng để đối đáp với đối thủ tiếng trường phải không nào? Các bạn hãy ghi nhớ và vận dụng thật khôn khéo nhé. Nhưng đừng có quên, dù có tình yêu hay chăng nữa thì cũng không được quên tình bạn đâu nhé. Bởi vì người yêu thì có thể bỏ bạn bất cứ lúc nào, nhưng bạn thân thì không bao giờ. Đúng rồi, chúng mình hãy cùng học hỏi và chia sẻ thật nhiều kiến thức bổ ích với các học viên E-Life nhé. Còn bây giờ, see you next time. Bye! Bye.